Gia xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Hôm nay bên con có một số cây sứ Thái ghép xin được giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Và con cũng xin chia sẻ thêm là con có cung cấp phân dơi nữa. Phân này con bán giá 20 ngàn một túi. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây kiểng á, giúp cây của mình có bộ rễ khỏe, bộ lá dày, xanh, ít sâu bệnh, cây ra nhiều nụ, hoa to, hoa có màu sắc tươi đẹp ạ. Và cách sử dụng của nó thì đối với cây sứ cỡ này ha, mình cho nó khoảng một nắm tay, rồi mình rắc vòng vòng trên mặt cho, rồi mình tưới từ từ, phân nó sẽ tan, cây sẽ ăn chất dinh dưỡng ha. Nếu mình muốn cây ăn chất dinh dưỡng lẹ hơn thì mình ngâm phân trong nước khoảng vài tiếng á, rồi mình tưới, thì như vậy cây nó sẽ hút chất dinh dưỡng lẹ hơn ạ. Nếu cô chú và anh chị cần xài số lượng nhiều thì liên hệ bên con có bán dạng ký nữa. Dạ, con quay trở lại con bán cây sứ ha. Cái này con xếp cặp bán, đây là cặp số 1. Cặp số 1 mình có cây Kim Anh với lại cây Oxit 2. Cây này Oxit ha, hoa 5 cánh, họng đỏ, nền hoa màu, cái này màu vàng nhạt nhạt ha, giống như màu vàng cam nhạt vậy đó. Cây của mình nó được 5 bo ha, cây đang cho nụ nè. Cái nụ này khoảng vài ngày nữa là nó ra nụ, nhìn cây mình nó rực rỡ luôn ha. Cây này là Oxit. Rồi, qua đây là Kim Anh. Kim Anh là hoa dạng cánh kép màu cam gân. Cây Kim Anh của mình là được 7 bo. Hai cây này đều đang ôm nụ hết ha. Cặp này là số 1, giá 260 ngàn. Qua số 2. Số 2 mình có Vô Danh và Ái Bạch. Cây này Ái Bạch, hoa màu trắng 5 cánh, giống này thì xiên hoa ra hoa rộ, trắng tinh luôn ha. Cô chú và anh chị nào mình thích màu trắng tinh là cây giống này. Cây mình 5 bo. Cái hàng này là con chưa có cơi củ ha, củ nó to, con chưa có cơi lên. Cây này là Ái Bạch nha. Và qua đây là Vô Danh, hoa dạng cánh kép màu hồng, cánh viền hồng. Cây mình 6 bo. Cặp này là số 2, Vô Danh Ái Bạch, 270 ngàn. Qua số 3. Số 3 thì có Thu Thủy 5 với lại Long Thành. Cây này Long Thành 3 lớp đỏ, cây 5 bo. Long Thành 5 bo ha. Thu Thủy 5, hoa màu hồng, cây 5 bo luôn. Cặp này số 3, 260 ngàn, Long Thành, Thu Thủy. Qua số 4, Đại Mỹ Nhân, Fancy 3. Fancy 3, cây 4 bo. Và qua đây là Đại Mỹ Nhân, hoa 5 cánh, trắng, cánh có viền ha. Giống này thì rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ thì mấy cô chú và anh chị cũng đang quay trở lại yêu thích giống này ha. Cây 3 bo. Cặp này là số 4, giá 220 ngàn. Qua số 5, Sĩ Thư, Long Thành. Cây này Sĩ Thư, giống mới của bên vườn con ha. Cây mình 5 bo, đang ra nụ. Và qua đây là Long Thành, 3 lớp đỏ, 5 bo. Cặp này số 5, 260 ngàn. Qua số 6. Số 6 mình có cây đỏ cánh kép với cây Black One 2. Cây này đỏ cánh kép, hoa dạng cánh kép màu đỏ, hoa to ha. Cây 4 bo. Cái nào hàng ta cơi lên á thì mình nhìn thấy củ ấy ha, củ nó nổi lên. Còn có nhiều cái á, cái vườn không cơi, chưa không có cơi củ lên thì cái củ nó còn nằm sâu, nên nhìn con không có biết mặt củ cỡ nào thì con không có mô tả cái củ ha. Cây này Black One 2, hoa 5 cánh màu tím, ở nhân nó có màu đỏ ha. Cây của mình là nó được 7 bo. Và cô chú và anh chị mình lưu ý giùm con là cái mặt hoa màu tím á, khi mà nó có nụ, nó chuẩn bị nụ to to á, thì mình mang nó vô bóng hơi râm để giùm con ha. Nếu mà hoa nó màu tím mà mình để ngoài á, rồi nó tiếp xúc với ánh nắng nhiều quá thì nó sẽ bị cái hoa nó trổ qua, nó hơi đỏ đỏ ha,
nó không còn màu tím chuẩn của nó nữa. Rồi, cây lách qua này hoa năm cánh màu tím nha. Cặp này là số 6, giá 260.000. Qua số 7. Số 7 mình có nguyệt cá và D5. Cây này D5. Hoa ba lớp, cây 5 bo. Hoa ba lớp màu đỏ ha, đang cho nụ nè. Và qua đây là nguyệt cát. Hoa màu hồng có sọc. Cây mình 5 bo. Cặp này là số 7, giá 260.000. Qua số 8, khôi nguyên hồng bích. Khôi nguyên ba lớp màu đỏ, cây 5 bo. Cái nào cũ cơi lên thì nó nổi cũ lên, mình sẽ nhìn thấy mặt cũ nó ha. Và qua đây là hồng bích. Đây, hoa dạng cánh kép, nền trắng cánh viền hồng. Nhìn màu hoa mình rất là xinh luôn ha. Cây của nó là được 6 bo. Cặp này là số 8, 260.000. Qua là số 9. Số 9 là Sĩ Thư Vinh Hoa. Đây là Vinh Hoa. Hoa dạng cánh kép. Cây của mình là 9. Con lộn. Cây Vinh Hoa này là 6 bo. Cây Vinh Hoa đang cho nụ này ha. Và qua đây là Sĩ Thư. Cây 5 bo. Cặp này số 9, giá 260.000. Qua số 10. Số 10 là Tân Thành Good Look. Này Tân Thành màu đỏ, cây 4 bo. Qua đây Good Look, hoa màu hồng, cây 5 bo. Cây Good Look này có bộ tàn xòe ra to tròn. Nhìn bộ tàn cây này rất là đẹp luôn. Đây, để con đứng dậy quay rõ cho mình nhìn thấy ha. Đây cây Good Look nè, đang cho nụ nè, mỗi ngọn đều có nụ hết nè ha. Cây Good Look này Phan đang nhìn cái tàn cây mình là nhìn tuyệt vời luôn nè. Cặp này số 10, giá 270.000, Good Look Tân Thành. Qua số 11. Số 11 mình có Rainbow T1. Hoa đang nở luôn nè ha. Hai giống nè. Đây, hoa đang nở nhìn rất là xinh xắn luôn. Cây này hai giống ha, Rainbow và T1. Cây của mình nó được là 8 bo. Nhìn cây xè ra cái bộ tàn tròn. Đây, củ của nó nè. Cái củ của nó còn ướm thử cái gang tay giờ nè ha. Chưa được nửa mặt củ, nó là một gang tay của con. Cái cây này thì nó có bị cái sẹo này ha. Nó bị kiểu nó dập cái vỏ là lúc con vận chuyển bằng xe đi á. Trồng cái chậu nó lên là nó cắn cái này nó dập vỏ miếng thôi, không có sao hết á. Nó khô là vài bữa mình lấy cái tay mình cạo cạo thì nó chóc cái lớp vỏ này ra rồi thôi. Xong. Bình thường chứ không có gì. Rồi qua đây là cẩm hồng, hai lớp màu hồng. Cây cẩm hồng mình 7 bo. Cặp này là số 11, giá 270.000. Rồi qua số 12 là con có một lô thanh lý luôn. Một lô này là hàng một cốt ha. Một lô này là nó gồm có là 4, 6, 8 chậu. 8 chậu có cái thì con nhớ tên ha, cây còn có cái thì con không nhớ ha. Rồi có cây này là Ngọc Băng, hoa màu trắng. Ngọc Băng ha, hoa màu trắng, cây này được 3 bo. Và qua đây là Lạc Long Quân, hoa màu hồng. Cây này con quên tên rồi, không tên. Và chậu này hai cây luôn. Có một cây Kim Anh và cây con quên tên nữa. Rồi qua đây cây này là hoa của nó là dạng cánh kép. Màu hồng, có sọc.
Dạ, cây này là hot girl. Cái này là hot girl đột biến ha. Hoa màu nền màu trắng hồng nhạt. Dạ, qua đây là hồng hai lớp. Dạ, qua đây là cánh kép màu đỏ. Rồi con bán cái lô này, lô thanh lý ha, 8 chậu là giá 200 ngàn. Dạ, bên tụi con là chuyên cung cấp phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ạ. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho con ha. Và mình yêu thích hoa sứ Lisa thì xin hãy bấm like để ủng hộ, và mình bấm đăng ký để có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp.